kỹ nhá, người thật việc thật có địt ăn ai, hiểu chưa? Gửi đôi lời nó vậy nhá, bảo bố tế gửi đôi lời, bảo là cất cái mõm nhôm đi, hiểu chưa? Con điếm này hết từ đất Thái Bình rồi, xong lại vào Sài Gòn làm điếm, xong lại quay về ra đất Hà Nội để cho các bố mày xả đồ, xả ke, xả kiếc, xả kẹo, xong bắt đầu lại trốn vào cái đất Sài Gòn, hết đất dung thân, hết tỉnh thành này, mày à mày, con phò ấy làm cái gì đâu mà mày cứ lôi nó ra để làm gì? Nó làm clip động chạm tao nhiều, tao không cần nói vì là có để ý làm cái gì, bố mày để ý, bố mày để ý làm sao? Bố mày kiếm tiền bán nước, kiếm tiền lo cho gia đình, cho bản thân, hiểu chưa? Bố mày không kiếm chuyện như loại nó, không phải lôi bố mày ra để làm câu vai câu view làm gì cả, hiểu chưa? Bố mày hết cái thời ối rồi ối dạ rồi, hiểu chưa? Bây giờ bố mày muốn làm người để cho bố mày làm người nhá, thằng Tuấn tiền tỷ nhá, bảo với cả con mẹ mày luôn như vậy nhá. Chào Sơn nhá. Thì lát hết người anh nhỉ, đúng rồi em ơi, loại con em mày ra nó là chỉ là cái đồ xả đồ nhá, em thấy nó đi bố mày lên Thái Bình như là còn không phải dám nhận đất thành phố của mình, lên Hà Nội xong mà bảo ha chị Hà Nội chị đang ở đây ra. Cái chuyện mà ở đâu thì mình không nói, nhưng cái loại nó là loại không dám nhận quê hương, bỏ đi xứ người phiêu bạt làm lỗ cho mọi các bố mày đóng như làm cái gì đâu, cái con hết đát này suốt ngày cứ tưởng ở trang mạng nó gọi có cái gọi là chị đại, cái tưởng là chị đại cái gì, cái con rẻ rách đi đúng không mọi người, con đàn bà mày em cha mày ra xã hội là láo đá vỡ mồm như giết ai đánh ai thì mày mày suốt bia của mày làm cái gì đâu. Cứ lên mạng thì cứ déo hết người lọ người kia, động chạm hết người lọ người kia, lôi ra câu like câu view bẩn, có làm được cái gì đâu, những cái loại mõm như chúng mày có làm được cái gì đâu. Con người người ta không cần phải nói, đâu bao giờ phải nói, có loại nói chúng mày cái gì dọa đánh người lọ giết người kia, chúng mày có làm được cái gì đâu, thấy chưa? Mày lại thích quấn theo chiều gió cả con lợn, thấy chưa? Làm người đi, làm ngợm nữa, thấy chưa? Bỏ tiền ra ngồi ăn lội lẩu đâu, là bảo chúng nó cởi quần cái áo ra xăm xăm chổ chổ dọa ma dọa khỉ đấy, chúng mày chỉ đóng phim hài thôi con ạ. Chứ còn các bố mày đã là người từng trải đấy, mực xăm nó không là cái gì đâu, nó không có giá trị đâu. Giá trị ở con người ấy, con người ta không xăm một giọt mực nào trên người như tao bản lĩnh thật sự luôn, thấy chưa? Tao bản lĩnh thật sự luôn, đừng nghĩ mày cái cạo đầu thấy chưa, kẻ vẽ trên người đâu nó mang cái dọa khỉ, cất con mẹ mày vào cho nó sạch cái xã hội này. Cả cái con Jimmy Phương cái trường kèo vào tao đã lãng quên nó rồi, mày lại nhắc cả con chị mày ra, con mẹ mày ra để dọa tao làm cái gì. Tao xem nó lên clip nó động chạm tao để nó câu like câu view, tao đã bơ tao không thể nói rồi. Nhưng hôm nay mày ẳng quá, tao phải đáp lại mày một chút, nói với nó ấy. Một con điên lên cái xã hội này, thấy chưa? Chỉ để cho, thấy chưa? Chỉ để cho chúng nó đóng vào lỗ, chỉ để cho các bố mày xả đồ thôi, thấy chưa? Nói luôn đấy nhanh, thế là con gái thân con gái rồi, người ta nhẹ nhàng đúng là thùy mị, một người phụ nữ, thằng bố mày ai mày cũng lôi ra động chạm người ta, mày câu like câu view, mày kiếm tiền bẩn này, xong mày cứ tưởng mày là thần tượng, thấy chưa? Tưởng idol trên TikTok, thấy chưa? Thế là bú phêm các bố rồi bú phêm người lọ người kia. Thấy chưa? Để tạo hình ảnh của mày lên trang mạng xã hội, cái tưởng thế là hay, thấy chưa? Kiếm đồng tiền ấy nó phải xứng đáng, nghèo không hèn con ạ. À, đừng có lôi người ta chả liên quan đến cuộc đời của mày cả. Nếu mà cứ lôi người ta ra mày cà kịa, mày chửi bới, mày dọa chúng mày, tao đã bảo rồi mà, có loại giang hồ mõm chúng mày, giang hồ đời của nếu ăn thua chứ đừng có loại giang hồ mõm chúng mày, thấy chưa? Đâm môi chém lưỡi, thế chứ, đâm lên tốt cho nó, bố mày khuyên mày cất cái mõm đi để cho xã hội này nó được yên. Còn mày có dọa tao đi, dọa lửa trang lửa thì bố mày chỉ nói cho mày nghe này, chúng mày không thể, mày không làm tổn thương cái lông đít, thế chứ, cứ làm vào việc thì biết, không phải nói,
mày cứ lên mày live stream, mày cứ lên mày cứ động chạm bố mày làm cái gì, mày để cho bố mày yên, bố mày bán nước kiếm tiền nhá. Mày cứ dọa giết vào gặp xuống Sài Gòn tế cái nọ kia, lúc là gặp hai con ạ, làm nhiều vào, mày gặp bố mày trên đất Hà Nội mày còn chả có cái sổ gì, mày đi với cả mấy con lợn, mày còn gặp bố mày, mày còn chả có cái chương trình gì, mày còn phải lượn con mẹ mày luôn cho nó nhanh đi, thì lại tiếp tục gặp ở Sài Gòn này làm gì. Gặp mày chỉ lên nhà nghỉ, bế mày lên nhà nghỉ cho anh em nó xả đồ xong cho mày lượn bố mày đi ngợm. Hay là mày thích chúng nó tưng hô mày lên là chị Đại à? Xin mình là ai nhé, mình lên cái TikTok là mày làm cái app vào trông người đẹp lắm, mày gặp bố mày đấy, mọi người xem mấy clip của nó tự nó đăng lên phở bò đấy, đi thì dép tổ ong đỏ, mặt thì trông mày mày như cái đồng lát mà. Mặt như cái đồng lát luôn, anh em nó định tao ấy, tao nói luôn này, không có biết đúng hay phải hay sai. Đến là một thằng nó chỉ vào con chị mình, con người anh của mình, nó bảo là tao đéo nói chuyện mày, em địt nói chuyện với chị thổ lồ chết. Cho nên mày hỏi lại, mày xem lại những thằng anh em của mày đấy, mày lên mày đi câu like câu view, mày bảo các em mày cầm điện thoại đi, mày vào mày khịa tao mà, mày bảo tao đang ở đâu tao lổ địa chỉ cho mày rồi mà, mày đến đấy, mày đến rồi mày vào mày khà khịa toàn lấy mồm đấy, xong mày lại đi về đấy. Mấy thằng em mày lúc tao bảo em đéo nói chuyện với chị, có thằng đéo nào làm gì đâu, và tao cũng không biết là mày quay lúc nào luôn. Mấy thằng phi đến dầm dầm rồi lại phi đi rồi lại phi về. Còn ở các lượt thành phố khác ấy, người ta xuống xe là chúng mày chỉ có bệt tôi đéo biết sai đúng. Thấy chưa? Thấy chưa? Bố mày là thôi, bố mày gửi đôi lời này, con mõm nhôm mà cất cái mõm đi, để xã hội này nó được yên, được trong lành. Mà không phải cà tao, để tao yên nhá. Để tao yên. Giời, điếm này, mày xả đồ từ mày để mày là dân xả đồ, mày là dân xả đồ suốt ngày để cho anh em Thái Bình, anh em bố mày ở Thái Bình đây có lạ gì, trốn bố mày vào trong Sài Gòn một thời gian mấy năm sau rồi mày lại mày làm mày cặp kè hết cái lọ kia, xong mày ra đất Hà Nội cặp cái anh nọ em kia, xong bắt đầu mày lại hết cửa rồi mày lại chui vào cái đất Sài Gòn. Gặp tao ở Sài Gòn làm gì, đi vào Sài Gòn cái mày làm gì, tiền đấy bố mà để cho con bố mà ăn sáng nhá, thì gặp bố mà trực tiếp truyền hình trực tiếp kia. Còn thấy chưa, còn chả làm gì, mày lại lên video mày lại bảo là gặp tế điên ở Sài Gòn, chị hứa với em đã vỡ bom. Bây giờ mọi người nhá, hơn 300 anh em đang xem live đây, mình chỉ hỏi nhá, mình không nói nhiều, mình chỉ cần nói nhảy thôi, một người phụ nữ có đánh nhau được một người đàn ông không? Đúng mọi người, đúng không? Đúng không? Mày dẻo mày cứ bú phêm tao, mày vào mày chửi tao bao nhiêu clip rồi,